Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sáng ngày 12 tháng 11, vấn đề quản lý hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng được nhiều đại biểu quan tâm. Các đại biểu cho rằng quy định pháp luật về quảng cáo trên báo chí đang hạn chế tỷ lệ quảng cáo, chưa tạo động lực thúc đẩy phát triển quảng cáo trên báo chí. Bên cạnh đó, các nền tảng cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, đại lý quảng cáo vì mục tiêu lợi nhuận nên không kiểm soát nội dung, chưa có chế tài xử lý phạt hành chính đối với các nền tảng cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Nhiều nội dung quảng cáo sai sự thật, trái thuần phong mỹ tục, phản cảm, vi phạm bản quyền, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Đề nghị Bộ trưởng cho biết có những giải pháp gì để chấn chỉnh tình trạng trên, đồng thời có các giải pháp nào để nâng cao vai trò của báo chí chính thống, cách mạng, để làm tốt vai trò định hướng tuyên truyền. Khi mà cái mạng xã hội mà nó ra đời thì nó có thể nói nó lấy mất cái nghề của báo chí. Thế thì báo chí mà muốn mà giữ vững trận địa của mình thì phải làm khác mạng xã hội, quay về với những giá trị cốt lõi của báo chí, sử dụng các cái công nghệ của mạng xã hội để làm báo, thế rồi cũng tương tác hai chiều, quảng cáo gì cũng hướng đối tượng. Thế và coi cái mạng xã hội là một cái công cụ để mình xuất hiện, một cái nền tảng để mà chúng ta có thể phổ cập báo chí tốt hơn. Hiện nay thì tình trạng quảng cáo trực tuyến thường dựa vào những dữ liệu người dùng, đôi khi là vi phạm quyền riêng tư hoặc là bảo vệ dữ liệu cá nhân. Vậy với vai trò là thủ lĩnh của ngành thông tin truyền thông, Bộ trưởng có giải pháp nào để chủ động phối hợp phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả tình trạng nêu trên? Khi mình thu thập thông tin cá nhân ấy, thì mình phải là cái quy chế nội bộ ấy, để cho những cái người mà người ta khai thác cái hệ thống ấy, họ mang cái thông tin họ đi bán cho người khác, cho người khác, hoặc là chính mình khi mang những cái thông tin đấy mà giao dịch với các doanh nghiệp khác. Thế cho nên cái câu chuyện mà phổ biến cái luật an ninh mạng, cái luật an toàn thông tin về trách nhiệm của những người mà thu thập thông tin cá nhân phải bảo vệ dữ liệu, và sắp tới ấy, là chúng ta có nâng cấp lên từ cái nghị định bảo vệ dữ liệu thành luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Về giải pháp khắc phục, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm sẽ hoàn thiện quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ trên Internet và thông tin trên mạng, bổ sung quy định yêu cầu các nền tảng phải định danh các tài khoản livestream quảng cáo và phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định về quảng cáo.